Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 5. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn lịch sử và địa lý lớp 5 thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta bài số 1: vị trí địa lý, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, tiết thứ hai. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng ta sẽ tham gia chơi một trò chơi, đó là vượt chướng ngại vật. Chúng mình có thể quan sát lên màn hình, đây là hai bạn đang đi trên con đường và các bạn ấy sẽ phải vượt qua một số chướng ngại vật. Và trong các chướng ngại vật này thì sẽ có một số câu hỏi chúng ta sẽ trả lời giúp cho hai bạn. Nếu như chúng mình trả lời đúng thì các bạn ấy đã vượt qua được các cái chướng ngại vật. Đầu tiên chúng mình sẽ giúp hai bạn trả lời câu hỏi số 1 để đưa chướng ngại vật đầu tiên này ra bên phía lề đường. Câu hỏi đầu tiên như sau: trên đất liền nước ta có chung đường biên giới với A. Trung Quốc và Thái Lan, B. Lào và Hàn Quốc, B. Trung Quốc, Lào, Campuchia, D. Trung Quốc, Lào, Thái Lan. Vậy thì chúng mình đã học tiết hôm trước về vị trí địa lý của Việt Nam chúng ta. Vậy trên đất liền nước ta thì có chung đường biên giới với A. Đúng rồi, chính xác, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Chúng ta vượt được chướng ngại vật đầu tiên. Bây giờ chúng mình sẽ vượt chướng ngại vật thứ hai này nhé. Câu hỏi thứ hai như sau: nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương? A. 3, B. 6, C. 4, D. 5. Theo chúng mình thì nước ta có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương? A. Đúng rồi, chính xác, có 5. Chúng ta bây giờ chúng mình sẽ đến với chương trình thứ ba. Chương trình thứ ba có câu hỏi như sau: địa cực tây của nước ta nằm ở tỉnh nào? A. Lào Cai, B. Sơn La, C. Cao Bằng và D. Điện Biên. Chúng ta cho thầy biết địa cực tây của nước ta nằm ở, đúng rồi, chính xác, Điện Biên. Chúng mình đã vượt qua ba chương trình rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết thứ hai của bài vị trí địa lý, lãnh thổ, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca của Việt Nam. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần khám phá. Ở trong phần khám phá thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quốc kỳ, quốc huy, quốc ca Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng mình sẽ đọc thông tin và quan sát hình số 5, số 6. Em hãy nêu ý nghĩa của quốc kỳ, quốc huy, quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có thể quan sát ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát lên màn hình. Hình số 5 đây là quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Còn hình số 6 đây là quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì chúng mình sẽ đọc thông tin và cho thầy biết ý nghĩa của quốc kỳ và quốc huy cũng như là quốc ca. Thì chúng ta có thể quan sát hình số 5 và đọc thông tin ở trong sách giáo khoa thì chúng ta có thể thấy ở đây là quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là đất nước chúng ta. Thì quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là hình chữ nhật và chiều rộng thì bằng 2 phần 3 chiều dài. Và chúng ta có thể thấy nền ở đây đó là nền gì? Đúng rồi, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Và nền đỏ tượng trưng cho cách mạng, màu vàng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Còn năm cánh thì chúng ta thấy tượng trưng cho năm tầng lớp: trí thức, nông dân, công nhân, thương nhân, binh sĩ cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đó là ý nghĩa của quốc kỳ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và hình số 6 thì chúng mình thấy đây là gì? À đúng rồi, chính xác, đây là quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì quốc huy chúng ta thấy có cũng
có gì hình tròn và nền nền đỏ đúng không? Ở giữa thì cũng có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa. Ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và trong đó thì hình ảnh bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp, bánh xe tượng trưng cho công nghiệp. Và quốc huy thể hiện khát vọng về một nền hòa bình, độc lập, tự do và về một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, sánh vai cùng với các quốc gia trên thế giới. Đó là quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và chúng ta có thể quan sát là đây thì là gì? À đúng rồi, đây là chúng ta thấy bài quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có thể thấy quốc ca thì là một bài nhạc và lời của bài hát là Tiến quân ca. Quốc ca thể hiện sự hy sinh to lớn, đúng không? Hy sinh to lớn, chiến thắng vinh quang của thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thể hiện khát vọng độc lập, tự do và phát triển của Việt Nam. Và chúng ta có thể quan sát lên màn hình cũng như ở trong sách giáo khoa thì đây là bài Tiến quân ca và do nhạc sĩ, đúng rồi, Văn Cao sáng tác vào năm 1944 để cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng của dân tộc. Năm 1946 thì Quốc hội khóa 1 đã quyết định chọn Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là ý nghĩa của bài quốc ca. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập thì chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu thứ nhất, xác định trên bản đồ hành chính Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương và quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lên số 3, bản đồ hành chính Việt Nam năm 2021 thì chúng mình có thể quan sát lên cái phần chú giải này. Thì chúng ta sẽ xác định được 5 cái thành phố trực thuộc Trung ương. Thì ở đây chúng mình có thể thấy này, đây là ngôi sao đầu tiên thì chúng ta thấy là tên thủ đô. Thứ hai là thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng mình thấy cái hình như thế này. Bây giờ chúng ta có thể quan sát và chỉ lên bản đồ 5 cái thành phố trực thuộc Trung ương, xong đó là các cái quần đảo. Hai quần đảo lớn đó là quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có thể chỉ lên bản đồ và dựa vào phần chú giải thì chúng ta có thể dựa lên chú giải chúng mình có thể chỉ vào bản đồ được. Năm thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng ta thấy thứ nhất sẽ là Hà Nội, thứ hai đó là Hải Phòng, thứ ba Đà Nẵng, thứ tư thành phố Hồ Chí Minh, thứ năm đó là Cần Thơ. Hai quần đảo lớn thì chúng ta thấy sẽ là đây là quần đảo Hoàng Sa và đây là quần đảo Trường Sa. Đó là huyện đảo Trường Sa trực thuộc thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc là thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lên bản đồ và chỉ lại cho các bạn nhé. Đến với phần vận dụng thì chúng ta sẽ tìm hiểu và chia sẻ với các bạn về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong trường học hoặc tại nơi em sống. Thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đúng không? Thì thường chúng ta có thể thấy ở trong các cái buổi lễ chào cờ, đặc biệt là sáng thứ hai đầu tuần thì chúng mình sẽ thấy gì? À đúng rồi, sẽ có quốc xuất hiện là quốc kỳ, đúng không? Đấy. Và xuất hiện các bản quốc ca vào trong cái lễ chào cờ. Trong cái lễ chào cờ đầu tuần hoặc là trong những cái ngày lễ khai giảng, đúng không? Vân vân. Thì đó là một số hoạt động chúng mình có thể kể với các bạn về khi mà xuất hiện quốc kỳ, quốc ca của Việt Nam. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong phần còn quốc huy thì xuất hiện chúng ta thấy trong gì? À đúng rồi, trong cái giấy khen, đúng không? Thì chúng ta thấy quốc huy của Việt Nam thì giới thiệu trong giấy khen của chúng mình. Thì đó là một số điểm chúng mình có thể kể cho các bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài số 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.